Tôi đã đi cùng cái chương trình những cuốn sách đổi đời này đến nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh rồi miền Trung. Bao giờ tôi cũng có một cái niềm rất là hào hứng, cực kỳ hào hứng khi nói chuyện với thế hệ trẻ, bởi vì tôi nghĩ là Trung Nguyên đang làm một cái việc cực kỳ quan trọng, đó là truyền lửa cho thế hệ trẻ. Tôi không nghĩ là các em đến đây, các em sẽ học được một cái điều rất cụ thể như phải mở doanh nghiệp như thế nào, phải huy động vốn như thế nào, rồi phải tập hợp lực lượng như thế nào. Tôi nghĩ ở đây là điều mà Trung Nguyên đang đến là truyền lửa đúng hơn. Tức là các em sẽ tìm thấy cái đam mê, các em nhìn thấy cái lòng tự tin, các em nhìn thấy cái sự dũng cảm, các em cảm nhận thấy cái sự cấp bách, cần phải làm một cái điều gì đó và không chờ đợi. Và đấy, tôi nghĩ đấy là cái điều mà Trung Nguyên ngay tại những buổi này, khi các em đã có một đam mê, các em đã có một cái khát vọng, đã có một cái lòng dũng cảm không sợ thất bại, thì các em sẽ đọc những cuốn sách của Trung Nguyên và các em sẽ đọc nhiều cuốn sách khác, và mỗi em sẽ tìm ra con đường thành công mình, và cả dân tộc này 96 triệu dân sẽ thành công.